Sau tập 6, Kate đã thực sự bị sốc khi cô bạn thân Rachel bị loại. Liệu điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tinh thần của các thí sinh đến từ Đài Loan trong vòng thi tiếp theo? Cũng trong lúc này, lá thư ẩn chứa chủ đề của phần thi mới đã được gửi đến nhà chung. Trước áp lực cạnh tranh ngày càng cao, tình cảm giữa các cô gái sẽ thay đổi như thế nào, đặc biệt là giữa Helena và các bạn khác? Liệu thái độ của cô nàng bị ghét nhất nhà chung có là rào cản ngăn cô tiếp bước trên hành trình trở thành siêu mẫu châu Á? Và trong các thí sinh còn lại, ai sẽ là người tạo nên đột phá bất ngờ? Tất cả sẽ được giải đáp trong tập 7 của chương trình Asia Next Top Model, phát sóng vào lúc 21:30 tối Chủ nhật 13 tháng 1 2013. Xin mời quý khán giả đón xem.